Đây là bài hát đầu tiên của ngày hôm nay, một bài hát mang chủ đề kỷ niệm ngày cưới. Bài hát này xin được mời với tiếng hát ca nhạc sĩ Bảo Nguyên, và xin mời tất cả các chị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.